Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27 tháng 5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào, sau có mây, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sau có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Riêng vùng núi phía Tây 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Riêng vùng núi phía Tây 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.